Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến Joe Biden. Trong cuộc tiếp xúc với Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua, Joe Biden mời Tổng thống vào Tòa Bạch Cung nói chuyện. Ông ta cười một cách tươi tắn, vui vẻ, ca tụng Donald Trump. Bởi vậy, cho Donald Trump biết khen, trong chính trị thì là có nhiều khó khăn, nhưng mà thực tế thì lại là giao hảo tốt đẹp. Khán giả mới hỏi như này: giáo sư, tại sao mọi người đảng Dân Chủ buồn bã vì thua Donald Trump mà ông Joe Biden cũng lại cười tươi và mừng? Đúng. Bởi vì quý vị biết rằng là Donald Trump là một người thắng lợi, là một con người tin vào Thiên Chúa mà mọi người đều thấy. Còn cái bọn con lừa, nó tin vào cái sự lưu manh, nó tin vào cái sự giả dối, và bây giờ nó bị thua thì nó đau khổ. Trong đó có Obama, trong đó có George Soros, trong đó có Nancy Pelosi, hình ảnh khóc lóc quý vị thấy. Ngược lại, Joe Biden lại là vui và yêu đời, và vì ông ta là nạn nhân của cái bọn vô thần này. Nó đá ông ta trong lúc ông ta đang vận động vào tháng 7 vừa rồi, chỉ còn có 3 tháng nữa là bầu cử. Nó quất một phát ông ta bị đẩy ra cuộc chơi. Vợ đau khổ, con đau khổ, khóc lên khóc xuống. Bởi vậy cho nên bây giờ ông Joe Biden cũng như bà vợ là người nhiều quan niệm nhất, là mong cho bọn con lừa ăn chấu. Và hôm nay chúng nó bỏ ra bạc tỷ cho con bé Kamala Harris gà móng đỏ, cuối cùng thất bại. Bởi vậy cho nên Joe Biden là một người mừng nhất, trả thù được cái bọn vô thần. Và cái bọn Obama là cái bọn đau khổ nhất. Cho nên quý vị thấy tại sao mà nó đau khổ, mà nó khóc lóc. Ngay đến các trường học, mà những cái bọn được cầm đầu của các trường học, cái bọn cầm đầu các trường học này cũng nói đã đau khổ. Đại học Columbia này, Đại học Harvard này, Đại học Princeton này, sau khi kết quả bầu cử Donald Trump thắng, thầy trò nó không còn ngồi được trong lớp, nó phải bỏ lớp học, nó cancel những cái lớp dạy. Nó đau khổ đến như thế, quý vị thấy không? Cho nên cái bọn gọi là trường học sinh viên, cái tụi trí thức, không phải là cái bọn ái quốc, mà chúng nó là những cái bọn vô thần. Còn một số rất ít là ái quốc, là đi theo Donald Trump. Rồi có một câu chuyện nữa, là đến giờ này Joe Biden còn nói một câu: Donald Trump sẽ là một người làm nên lịch sử. Và chính Joe Biden là người đã ủng hộ Donald Trump. Có bằng chứng không? Có. Vào ngày bầu cử, Joe Biden đã đội cái mũ đỏ MAGA, quý vị thấy. Còn vợ Joe Biden lại mặc một cái áo đầm màu đỏ từ trên xuống dưới. Màu đỏ là màu của Đảng Cộng Hòa, màu xanh lá cây, màu xanh biển là Đảng Dân Chủ. Thế mà Joe Biden đội mũ MAGA, quý vị đã thấy lên tổ bay cũng đội đem về nhà. Vợ Joe Biden là Joe Biden đi bỏ phiếu mà cũng mặc áo đỏ. Là họ nói cho thế giới biết rằng họ phản bội cái bọn Dân Chủ vô thần. Cho nên đây là một cái sự kiện mà chúng ta thấy nước Mỹ, quý vị còn đấy, tôi còn đây, 4 năm đấy là 4 năm thiên đàng của Hoa Kỳ. Lý do là vì Donald Trump là người của Chúa chọn, cho nên Chúa còn cho Elon Musk phụ tá cho Donald Trump. Nhìn vào cái cabinet, tức là nội các của ông Tổng thống Donald Trump giờ này, quý vị thấy toàn là những vì sao. Tôi kể nhé, Bộ trưởng Quốc phòng là một người trẻ tuổi tên là Pete Buttigieg. Ông ta là điều khiển chương trình Fox News ngày cuối tuần. Ông ta là một cựu sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông ta là một nhà văn nổi tiếng, viết tác phẩm The War on Warrior, cuộc chiến với các anh hùng chiến sĩ. Ông ta ca tụng cuộc chiến của Hoa Kỳ. Ông ta đã từng phục vụ cuộc chiến bên Afghanistan, ở bên Iraq 18 tháng, ở Guantanamo. Ông ta là một người thông suốt về quân đội, mặc dù không phải là môn tướng. Thế thì Donald Trump tại sao lại một người như thế? Là vì Donald Trump thấy nhiều tên tướng của ông Joe Biden là những tên phản quốc. Bằng chứng là trong quân đội bây giờ nó dành cho đàn bà làm đô đốc hải quân, nó dành cho những người gọi là không trai, không gái, không đực, không cái, LGBT, làm những chức vụ chỉ huy ở trong không quân, ở trong hải quân. Tiếng Anh nó gọi là War General, là những cái tên tướng cả trứng. Ông Trump muốn đuổi những cái tên này, cho nên bây giờ một người thanh niên chỉ là sĩ quan cấp úy, nhưng mà sẽ điều khiển và tống cổ những cái tên tướng phản quốc của quân đội Hoa Kỳ. Vì thế cho nên quân đội Mỹ lâu nay yếu vô cùng,
và mình nó dùng những người lại cái, giống như Joe Biden nó dùng cái tên gọi là Buttigieg, là một cái tên homo, đàn ông mà đi nghỉ hội sản. Tôi nói với quý vị rồi, cái gì của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa, và những cái gì của Caesar hãy để lại cho Caesar. Joe Biden là một con người của Obama. Obama tuyên bố với cái bọn globalization, là cái bọn toàn cầu hóa, mà DNA của cái bọn Deep State là nó sẽ chủ trương for term, là nó sẽ dùng Kamala Harris là cái nhiệm kỳ thứ 4 của nó, là sẽ theo vô thần, sẽ ủng hộ Tàu. Cho nên hai nhiệm kỳ của nó và nhiệm kỳ thứ 3 là của Joe Biden. Và bây giờ nó hứa với cái bọn vô thần làm nhiệm kỳ thứ 4, nhưng mà nó đã bị Thiên Chúa làm phép lạ. Donald Trump trở thành một anh hùng của nước Mỹ, mà anh hùng một cách hay. Bằng chứng là bây giờ báo chí hỏi Tổng thống, tại sao ông không để cho con trai ông, con gái ông nổi tiếng lâu nay tham gia nội các? Ông bảo không cần, để chúng nó làm giàu. Còn vấn đề quốc gia, tôi đã có nhiều anh hùng. Ông ấy kể liền, đại sứ của Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc giờ này không phải là một mụ đen Greenview hiện nay, mà là sẽ là một người đàn bà tài ba, Stefanik. Đại sứ Hoa Kỳ ở Do Thái giờ này là một người cựu trong gốc mà ứng cử viên Tổng thống, Mike Huckabee. Bộ trưởng Quốc phòng là một thiên tài của vấn đề truyền thông và quân sự, đó là ông Pete Sajak. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là một con người chính trị lão luyện, từ 20-30 năm làm thượng nghị sĩ, mà là một người hiểu cộng sản, vì ông ta là người Cuba, đó là thượng nghị sĩ Marco Rubio. Giám đốc về tình báo quốc gia, lâu nay toàn là những cái tên ăn hại, đi theo Tàu, dùng gái, dùng sẩm, dùng đô la, giờ này là một vị nữ tướng, bà cựu trung tá quân đội và là dân biểu tiểu bang Hawaii, Tulsi Gabbard. Phát ngôn viên tòa bạch cung không phải là con bé da đen cả trớn Jean Pierre vừa rồi, mà sẽ là một vị luật sư nổi tiếng của Donald Trump, đó là cô luật sư Lenny Abbott. Tất cả những người tài giỏi của MAGA giờ này đang góp tay vào xây dựng quốc gia Hoa Kỳ tuyệt vời trong 4 năm tới. Quý vị cho tôi biết những cái người mà Tổng thống Trump lựa, mà người nào rớt, người nào dở, cho tôi hay, để tôi ca tụng quý vị trên đài 2 tuần lễ. Bởi vì tất cả thế giới giờ này đang ngưỡng mộ Donald Trump, lựa những nhân vật tài ba của nội các nhiệm kỳ 2. Còn bên phe của dân chủ vô thần, ô chúng nó ghen. Nghị sĩ Elizabeth Warren nói một câu rằng là chúng tôi sẽ phản đối những người không đủ khả năng. Thì bây giờ nó chỉ nói gọi là chửi đổng. Elizabeth Warren là một con người hư hỏng của cả dân chủ. Chính đảng dân chủ có Elizabeth Warren, có Bernie Sanders, có Nancy Pelosi, có Hillary Clinton, có Obama, làm cho dân chúng Mỹ ghét đảng dân chủ. Bởi vậy cho nên chưa bao giờ dân chúng Mỹ quay về với đảng Cộng Hòa đông và mạnh và nhiệt tình như là năm bầu phiếu mùng 5 tháng 11 vừa qua. Tổng thống Donald Trump thắng hơn cả Kamala Harris đến 6 triệu phiếu, được đến 74 triệu. Trong khi Kamala Harris chỉ được có 65 triệu. Mà lại Kamala Harris đã dùng đến 1 tỷ đô la trong vòng 90 ngày. Đảng Dân Chủ bơm tiền, cuối cùng vẫn thảm hại. Và giờ này, quý vị sẽ chứng kiến tối cao Pháp Viện sẽ thêm 2 người nữa là thuộc về Đảng Cộng Hòa. Chúng ta sẽ thấy trong những ngày tới. Còn vấn đề nội các của ông Tổng thống Donald Trump, thế giới ca tụng. Cái người ca tụng mạnh nhất là Peter Chang, là một cái tên theo Tập Cẩm Bình. Ca tụng Tập Cẩm Bình từ lâu nay. Nó viết một cuốn sách Plan Red, kế hoạch đỏ, để nó nhuộm nước Mỹ của ông Tập Cẩm Bình. Nhưng mà quý vị thấy giờ này nó phải nói một câu rằng Donald Trump là một poison, Donald Trump là cái chất độc to China đối với Cộng sản Tàu. Thì quý vị biết chúng nó đau khổ như thế nào. Và đối với thế giới đều ca tụng. Thủ tướng của Úc Đại Lợi Anthony Albanese nói một câu rằng Donald Trump chính là người chúng ta cần. Justin Trudeau, Thủ tướng Canada nói rằng chúng ta rất hãnh diện có một người đồng minh như Donald Trump. Mà câu này mới hay này. Putin
khâm phục Donald Trump mà lại chống đối Kamala. Để quý vị thấy rằng cuối cùng da trắng bao giờ cũng là đàn anh, da trắng nó bênh da trắng. Và những người của đảng vô thần nói rằng tại vì nước Mỹ là ông ấy chưa muốn đàn bà làm tổng thống. Sai. Đàn bà mà làm tổng thống có khả năng, nó vẫn ca tụng. Nhưng mà Kamala Harris là một cô gà móng đỏ, làm sao có thể lãnh thụ nước Mỹ. Hillary là con mẹ cricket. Hillary là một con mẹ lừa đảo. Nó lường Clinton nó quen rồi, mà nó lường nước Mỹ là không được. Vì Donald Trump là một tay đại bịp. Nếu mà ông ta muốn, ông ta bảo tôi không bị bai cả, nhưng mà không ai có thể bị được tôi. Đó là một con người của Thiên Chúa đã lựa chọn để mà đưa nước Mỹ này lên thành công trong 4 năm tới. Kính thưa quý vị, đến đây xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày phúc bên người thân yêu, và xin luôn luôn phù hộ chúng ta, để chúng ta thấy ngay ông Elon Musk và ông Vivek, tổng trưởng bộ gọi là bộ kiểm soát chính phủ chi tiêu một cách hữu hiệu. Hai người đều nói rằng là chúng tôi sẽ cắt ít nhất là 2.000 tỷ đô la, $2 trillion đầu. Và cái đầu tiên cắt đó là bỏ cái bộ giáo dục. Bộ giáo dục là một cái bộ vô giáo dục. Tại sao vậy? Trong suốt 20 năm nay, chúng nó cấm học trò cầu nguyện mỗi một buổi sáng trước khi lớp học bắt đầu. Một cái truyền thống đã có từ hàng trăm năm nay, chứ không phải đến bây giờ. Mà thằng Obama nó ra lệnh bỏ, rồi nó lại ra lệnh không được treo những cái hình ảnh của tôn giáo, chẳng hạn như là 10 điều răn, làm cho dân chúng dân phẫn uất. Rồi cái thứ ba nữa, nó lại tạo thêm một giống. Lâu nay Chúa tạo nên một giống gọi là đực, một giống gọi là cái. Nhưng mà thằng Obama nó tạo nên một cái giống ở giữa, là cái giống nửa đực nửa cái. Rồi nó bao phát triển chương trình giáo dục trong trường học, dạy trẻ con 5-6 tuổi về vấn đề đổi giống, mà nó lại không được báo với cha mẹ. Đó là đường lối vô thần của Cộng sản. Cộng sản nó tách rời trẻ con ra khỏi cha mẹ để nó nhồi sọ. Thế cái thằng quỷ Satan Obama này nó đi theo đường lối đó. Bởi vậy cho nên tốn hàng trăm tỷ đô la cho bộ giáo dục, mà càng ngày người Mỹ càng trở thành vô thần. Tổng thống Donald Trump qua ông Elon Musk, qua ông Vivek tuyên bố vất cái bộ giáo dục. Từ nay vấn đề giáo dục giao cho tiểu bang, để chúng ta có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ đô la, chứ không nói là hàng ngàn tỷ đô la. Và đây là một cái hình thức thành công của nội các của ông Obama, của ông Donald Trump. Và bọn Obama giờ này đang khốn nạn, đau khổ mà không biết làm sao. Rồi là còn cắt, hiện nay chính phủ liên bang có tất cả là đi 438 bộ về nhà sở. Elon Musk chủ trương cắt ít nhất là 99 cơ quan, bởi vì nó nhiều cơ quan nó overlap, chồng chéo lên nhau. Thí dụ như đã có bộ phát triển về kinh tế mà lại còn thêm nhà viện trợ quốc tế, nó gọi là USA for International Development. Đó là một cái sự trùng hợp tốn hàng trăm tỷ đô la. Rồi về giáo dục, đã có các cái cơ sở giáo dục của địa phương, mỗi một thành phố thì có một school district. Los Angeles lớn gọi là LA Unified School District. Orange County chúng ta có school district của Garden Grove, school district của Webster, school district của Santa Ana. Mà là còn thêm cái bộ giáo dục. Đó là một cái sự dẫm chân lên nhau và làm bậy. Vì thế cho nên Obama chủ trương rằng làm cho chính phủ càng to thì nó kiểm soát người dân càng mạnh. Donald Trump bảo không, một quốc gia với Thiên Chúa, với đức tin vào đấng tối cao, chúng ta làm việc theo lương tâm, gạt những cái sự phí phạm công quỹ. Và ông Elon Musk nói rằng là cái sự phí phạm công quỹ của Joe Biden và của cái bọn vô thần này trong mấy năm nay nó tàn phá nước Mỹ. Thế thì bây giờ quý vị không, từ 438 bộ nha sở cắt 100 cái công ty nha sở như vậy, chỉ còn có 1/3 thôi, thì đương nhiên là mình thấy tiền là nó bớt rồi. Donald Trump còn chủ trương cắt cái bọn sở thuế, bởi vì quý vị biết rằng là nước Mỹ từ ngày độc lập cho đến năm 1930 không có sở IRS. Tôi nhắc lại nhé, nước Mỹ từ ngày độc lập mùng 4 tháng 7 năm 1776 đến năm 1930
không có sở thuế. Lý do là vì sao? Chính phủ luôn luôn chủ trương rằng là con người ta là một nước tự do, làm ăn khổ sở mồ hôi nước mắt, không còn phải đem thuế mà đóng cho chính phủ nữa. Đấy là cái bọn cộng sản vô thần. Rồi quý vị hỏi tôi, giáo sư, thế lâu nay cho đến năm 1930, chính phủ lấy tiền đâu để mà điều hành việc nước? Hay lắm, nước Mỹ là một nước giàu có nhất thế giới, và cả thế giới đều mong làm ăn buôn bán với nước Mỹ. Bởi vậy nước Mỹ họ chỉ ngồi để họ thu thuế, thu thuế nhập cảng, tiếng Anh gọi là tariff. Và cái tiền thuế nhập cảng đó xài không hết. Rồi quý vị hỏi thế tại sao bây giờ là không đủ tiền mà phải lập ra cái sở thuế? Đây là cái bọn vô thần, nó tham nhũng, nó hối lộ, nó đục khoét tài sản quốc gia. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ điểm qua một số các cái ý nghĩa của cuộc bầu cử vừa qua, và nhất là luật sư Trần Thái Phan sẽ nhấn mạnh đến cái chiến thắng mà phải nói là một cái chiến thắng to lớn của tổng thống đắc cử Donald Trump trong cuộc bầu cử, và bên cạnh đó sẽ nói về những cái lựa chọn dành cho tân nội các của ông trong nhiệm kỳ thứ hai sẽ bắt đầu từ đầu năm 2025, và một số các cái kết quả từ cuộc bầu cử địa phương của chúng ta. Vâng, chắc là xin mời luật sư Trần Thái Phan. Dạ, rất là cảm ơn anh Dũng. Thì như rằng đó, thưa quý vị, là cái cuộc bầu cử tổng thống đã kết thúc vào ngày mùng 5 tháng 11. Tuy nhiên, cái thủ tục đếm phiếu cũng như là các tiểu bang và các địa phương và văn phòng kiểm tra các lá phiếu đó thì vẫn còn tiếp tục thông thường. Ngay tại tiểu bang California nói riêng đó, thì các văn phòng ghi danh bầu cử cũng như là đếm phiếu, họ có đến 30 ngày sau, gần một tháng sau để mà hoàn tất cái thủ tục đếm phiếu và sẽ certify, là sẽ kiểm chứng cũng như là kết thúc cái số đếm phiếu đó trước khi họ sẽ chuyển, và các viên chức họ sẽ chuyển cái kết quả của những cái cuộc đếm phiếu này đến các địa phương. Nếu mà là những cái cuộc bầu cử, lấy ví dụ như cuộc bầu cử của quận á, thì kết quả của cuộc bầu cử của quận thì được chuyển về về chính phủ của quận, là Board of Supervisors, rồi hội đồng giám sát. Còn của các thành phố, thị trưởng cũng như là nghị viên thì được sẽ được chuyển về các hội đồng thành phố cũng như là các khu học chánh, nếu mà ra những cái chức vụ khác nhau như vậy, thưa quý vị, để mà kiểm chứng cũng như là certify, là chính thức hóa cái kết quả của cái cuộc bầu cử này. Bởi vậy nên cái thủ tục này nó cũng không có du khê lắm, nhưng mà chắc chắn rằng nó có những cái yếu tố cũng như là cái đòi hỏi pháp lý, thưa quý vị, để mà hoàn tất. Bởi vậy nên nói riêng tại tiểu bang California thì đến đầu tháng, cái tuần đầu tháng 12 mới có cái kết quả chính thức, thưa anh Dũng. Dù rằng cái cuộc bầu cử của mình đã xong từ ngày mùng 5 tháng 11 rồi. Tuy nhiên, nói về phần quốc gia hoặc là cái khía cạnh bầu cử tổng thống, thưa quý vị, thì như quý vị cũng biết đó, là cái kết quả và các cơ quan truyền thông báo chí cũng như là các chính khách họ đã chính thức lên tiếng rằng đó là ông cựu tổng thống Donald Trump đã đắc cử vào một cái sự kiện phải nói rằng đó là có 102 trong lịch sử Hoa Kỳ, thưa quý vị, với nhiều cái lý do khác nhau. Nhưng mà chắc chắn rằng kể cả đối thủ của ông cựu tổng thống Trump cũng đồng ý rằng đó là ông đã có một cái mệnh lệnh, là một cái mandate từ quốc dân và từ các cử tri Hoa Kỳ, khi mà ông đã thắng hơn 300 lá phiếu của đại cử tri đoàn trên toàn quốc. Trong lúc đó ông chỉ cần 200, tối thiểu là 270 phiếu mà thôi để mà đắc cử tổng thống. Bởi vậy nên vào ngày 20, đúng theo hiến pháp Hoa Kỳ là ngày 20 tháng Giêng năm 2025, thì ông tổng thống Trump cùng với ông thượng nghị sĩ J.D. Vance là ứng cử viên phó tổng thống đắc cử sẽ tuyên thệ trước thềm quốc hội, đúng theo cái truyền thống Hoa Kỳ, để mà nhậm chức tổng thống và phó tổng thống nhiệm kỳ số 47. Thưa quý vị, một trong những cái thông lệ hoặc là cái truyền thống mà chúng tôi nghĩ nó rất là đẹp của truyền thống cũng như là cái lịch sử Hoa Kỳ, chính trị Hoa Kỳ đó, thưa quý vị, là sau khi mà ông Trump đã đắc cử thì ông tổng thống Joe Biden đã mời, đúng theo cái tục lệ, đã mời ông Trump đến Tòa Bạch Ốc để mà thăm Tòa Bạch Ốc, để mà hai bên
có nói chuyện xã giao với nhau và cam kết rằng đó là cái thủ tục cũng như là cái tiến chuyển chuyển quyền từ bây giờ đến ngày 20 tháng Giêng nó sẽ là một cái sự chuyển quyền trong cái sự êm ả và không có bạo động cũng như là không có cái vấn đề gì hết. Và đó là một trong những cái truyền thống rất là đẹp, là vị đương kim tổng thống khi mà trước khi họ bước xuống và họ chuyển quyền đó thì bao giờ họ cũng bắt tay và muốn có một cái sự chuyển quyền một cách tốt đẹp cho cái chính quyền mới sẽ vào trong trong năm nhiệm kỳ tới. Cái việc này nó không có xảy ra, thưa quý vị, vào cái nhiệm kỳ trước khi mà ông Tổng thống Trump, cựu Tổng thống Trump đã phàn nàn và lên tiếng phản đối rằng đó là cái cuộc bầu cử năm 2020 nó có nhiều cái sự gian lận. Tuy nhiên ông cũng phải chấp nhận cái kết quả chính thức của các tiểu bang và các địa phương rằng đó là ông Joe Biden cũng như là bà Kamala Harris đã đắc cử trong cái nhiệm kỳ năm 2020. Thì ngược lại năm nay cái kết quả nó khá rõ và không có ai lên tiếng để mà phản đối hoặc là đặt vấn đề với cái kết quả đó, và nó sẽ cho ông Tổng thống Trump cùng với ông Phó Tổng thống đắc cử là ông J.D. Vance một cái mệnh lệnh khá rõ ràng, thưa quý vị, với quốc hội cũng như là với quốc dân Hoa Kỳ để mà ra những cái chính sách cũng như là cái công việc mà họ muốn làm và họ đã cam kết và hứa với quốc dân Hoa Kỳ trong lúc mà có cái cuộc tranh cử trong những tháng vừa qua với bà Kamala Harris. Thì người dân Hoa Kỳ họ đã lên tiếng một cái quyết định tối hậu để mà bầu ông Trump cũng như là ông J.D. Vance vào để mà thực hiện những cái chính sách đó. Và những cái chính sách này, thưa quý vị, nó phản ảnh về đâu? Nó phản ảnh về những viên chức cao cấp mà ông Tổng thống Trump đề cử vào nội các cũng như là vào chính quyền của ông. Người Mỹ họ có một cái câu, các chính trị gia họ có cái câu cũng rất là hay, họ gọi là personnel is policy, là các viên chức cũng là chính sách. Thì mình nhìn những viên chức mà ông Trump bổ nhiệm đó thì mình cũng sẽ thấy những cái chính sách mà ông sẽ thi hành hoặc là ông muốn thấy sẽ xảy ra trong những ngày tháng tới mà ông là tổng thống. Đây là cái nhiệm kỳ thứ nhì cũng như là nhiệm kỳ chót của ông cựu tổng thống Trump. Bởi vậy nên có một số các sự thuận lợi mà chúng tôi nghĩ ông Trump cũng sẽ có trong 4 năm tới về cái việc mà ông muốn thi hành những cái công việc mà ông muốn làm hoặc là những cái chính sách ông muốn làm. Thứ nhất đó, thưa quý vị, là ông đã có cái mandate, là cái mệnh lệnh rất là rõ ràng của quốc dân Hoa Kỳ trong cái kỳ bầu cử vừa qua với một cái cuộc thắng tương đối là vẻ vang với bà Kamala Harris. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái yếu tố thứ nhì nữa là trong vòng tối thiểu là trong vòng 2 năm tới, thưa quý vị, cả Thượng viện và Hạ viện đều được cái khối đa số của Đảng Cộng Hòa, thưa quý vị. Bởi vậy nên ông sẽ có bên ngành lập pháp, sẽ có các đồng minh chính trị để mà thúc đẩy cũng như là hậu thuẫn những cái chính sách cũng như là những cái dự luật và đạo luật mà ông muốn thấy xảy ra trong 2 năm tới. Và cái yếu tố thứ ba nữa đó là đây là cái nhiệm kỳ chót của ông rồi, và ông cũng lớn tuổi rồi nên ông muốn thấy là ông không có gì phải mất mát hết. Và đây là cái công việc chót để mà ông làm với chức vụ là một vị nguyên thủ quốc gia. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái sự sợ sệt hoặc là dè dặt đó sẽ không có, và nhất là đối với ông Tổng thống Trump thì chúng ta không bao giờ thấy cái sự dè dặt đó. Bởi vậy nên sẽ có những cái sự kiện hoặc là cái hoàn cảnh mà ông sẽ làm và có thể làm một cách mà gây nhiều cái trở ngại hoặc là nhiều cái sự phàn nàn của phía đối phương của ông, đó là Đảng Dân Chủ, các vị dân biểu và thượng nghị sĩ của bên Đảng Dân Chủ cũng như là các vị dân cử tại cấp tiểu bang, kể cả một số các dân biểu và thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa. Tại vì như quý vị cũng biết đó, là không phải là tất cả các dân biểu và thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa cũng đều ủng hộ ông Trump, và họ cũng có những cái ý kiến và cái khối cử tri riêng của họ hoàn toàn độc lập, và họ sẽ có những cái sự lên tiếng nếu mà ông Trump đi quá chớn về cái phương diện hành chính cũng như là những cái chính sách mà ông muốn thúc đẩy. Cái đó chưa nói đến, thưa quý vị, chưa nói đến là cái sự ảnh hưởng của giới truyền thông báo chí mà
người Mỹ họ thường gọi đó là ngành thứ ba trong hiến pháp, thứ tư chứ, the fourth estate trong hiến pháp Hoa Kỳ đó thưa quý vị. Bởi vậy nên tối thiểu 2 năm tới chúng tôi sẽ thấy và quý vị cũng sẽ thấy nhiều cái sự kiện đó chưa bao giờ nó có một cái tiền lệ nào hết. Thật ra đó mình cũng đã và đang chứng kiến cái việc đó hiện giờ qua những cái sự bổ nhiệm của ông cựu tổng thống Trump cho các chức vụ cabinet của ông, là bộ trưởng của ông cũng như là các viên chức cấp bộ trưởng của ông trong tòa bạch ốc cũng như là tại các bộ khác nhau, thì phải nói rằng đó thưa quý vị, hoàn toàn là rất là khác biệt với các vị tiền nhiệm của ông trong những cái chức vụ mà họ đã bổ nhiệm các viên chức trong quá khứ thưa quý vị. Dạ vâng, trở lại một chút cái hồi nãy luật sư có nói đó, theo như một số các cái bài báo mấy hôm nay tôi cũng có xem qua, nhưng mà đây cũng vấn đề là không phải là quan trọng lắm, là vì cũng có một số tờ báo đưa ra cái tiêu đề là liệu tổng thống đắc cử Trump có thể tái ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa không, là vì theo hiến pháp thì người ta nói là một người chỉ được ứng cử 2 lần trong cái chức vụ tổng thống. Và tuy nhiên cái trường hợp của ông Trump thì nó lạ một điều, nó khác là làm gián đoạn, nó có một cái thời gian 4 năm gián đoạn ở giữa rồi sau đó mới ra ứng cử lần thứ hai và tái đắc cử lần thứ hai. Như vậy thì theo hiến pháp nó có áp dụng cho trường hợp này không? Đây là một cái vấn đề mà mình speculate thôi, thực ra trong tương lai thôi, nhưng mà chúng tôi nghĩ nó sẽ không có xảy ra trong cái việc đó. Tại vì nếu mà nói ông Trump mà phải ra tái tranh cử thêm một lần nữa đó thì ông cũng đã 82 tuổi vào lúc đó. 82, 83 tuổi rồi. Bởi vậy nên chúng tôi thấy cái thực tế đó nó sẽ không có cái tiềm năng nó xảy ra. Nhưng mà chưa một lần nữa, trong cái tiền lệ cũng như là lịch sử Tổng thống Hoa Kỳ chưa bao giờ có một cái tiền lệ nó xảy ra như vậy. Dù rằng hiến pháp Hoa Kỳ chỉ cho phép vị tổng thống làm 2 nhiệm kỳ liên tiếp với nhau, nhưng mà chưa bao giờ có một vị tổng thống, chỉ có một lần có một vị tổng thống làm bị gián tiếp một nhiệm kỳ rồi trở lại, cũng giống như trường hợp của ông tổng thống Trump. Tuy nhiên ông không có ra cái nhiệm kỳ thứ 3 vì nhiều lý do khác nhau trong lịch sử Hoa Kỳ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng để tới năm 2028-29 đi, rồi mình sẽ nói chuyện thêm về cái đề tài này thì nó chắc nó hấp dẫn hơn nhiều. Tuy nhiên hiện giờ thưa quý vị, phải nói rằng đó là những viên chức cũng như là những nominee, là những ứng cử viên mà đã được đề cử vào những cái chức vụ trong nội các của ông tổng thống Trump đó, thì chúng tôi thấy những nhân vật này đó trong đảng Cộng hòa thì không có xa lạ gì hết thưa quý vị. Và tất cả những nhân vật mà quý vị đang nhìn thấy trên màn ảnh hiện giờ đó là những người mà ông Trump ổng tin tưởng và có cái sự trung thành tuyệt đối với ông cựu tổng thống Trump. Và đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi mà nói đến ông Trump, cựu tổng thống Trump chọn những các phụ tá hoặc là trợ lý cũng như là đại diện của ông để mà làm việc và thi hành những cái công việc của ông. Thì như quý vị cũng biết là một trong những người đầu tiên mà ông bổ nhiệm mà không cần cái sự phê chuẩn cũng như là bỏ phiếu của Thượng viện Hoa Kỳ, đó là bà Susan Wiles, với chức vụ là chánh văn phòng tòa bạch ốc hay là tham mưu trưởng, chief of staff, tham mưu trưởng của tòa bạch ốc. Đây là cái chức rất là quan trọng, có thể nói là một cái chức vụ bóng với hình trong tòa bạch ốc cùng với vị tổng thống, với cái văn phòng kế bên văn phòng bầu dục của ông Trump. Bà Susan Wiles như quý vị cũng có thể biết là campaign manager, là giám đốc vận động trong cái cuộc tranh cử vừa qua cho ông cựu tổng thống Trump và đã thành công. Và đó là cái chức vụ mà ông đã lên tiếng bổ nhiệm chính thức. Đây là một cái chức vụ không cần phải có